Trong kinh điển có ghi chép A-la-hán là bậc đã đắc đạo, chẳng phải là phàm phu. Phàm phu chúng ta trong quá khứ đã làm những việc gì, thường thường đều quên sạch hết, rất lâu dài. Bậc A-la-hán có thể nhớ được những việc làm của họ quá khứ 500 đời, và đã chịu những sự đau khổ trong 500 đời, đã từng đọa vào địa ngục. Phật giảng kinh thuyết pháp nhắc đến trạng huống của địa ngục, họ ngồi phía dưới lắng nghe, trong lòng vẫn còn hồi hộp. Vẫn còn cảm thấy rất kinh sợ. Thậm chí trên thân toát ra mồ hôi máu, kinh sợ đến trình độ này. Đây là Phật trong kinh điển nói cho chúng ta biết, tuyệt đối chẳng phải là giả. Phật dạy người không vọng ngữ, tự mình tuyệt đối chẳng có một lời vọng ngữ. Một câu, mỗi câu đều là chân tướng sự thật. Do đây có thể biết Tam Bát Đạo đích thật là rất kinh sợ. Là rất thê thảm. Kẻ tạo tác ác nghiệp thì sẽ chiêu cảm cảnh giới của Tam Ác Đạo. Tam Ác Đạo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chẳng phải là Diêm La Vương bắt anh đưa đi. Cùng với họ chẳng có liên quan, cũng chẳng phải Phật Bồ Tát trừng phạt anh. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi tuyệt đối sẽ không trừng phạt một người ác nào. Điểm này rất là hiếm có. Tại sao lại đi vào trong ác đạo? Phật bảo chúng ta rằng là tự làm tự chịu. Anh đã tạo cái nghiệp này thì anh tự nhiên cảm chịu cái quả báo này. Cho nên cái nghiệp nhân quả báo này dĩ nhiên là vô cùng phức tạp.